chị Phán là sẽ biết nha, cũng chuyện chị. Mà sáng giờ là cô nhịn đói đó. Sáng giờ cô đói cô chưa ăn gì hết luôn. Mệt quá. Cô nói. Cô nói cô ngồi thiền cô tụng kinh gì đó. Cô nói cô ngồi thiền. Hai giờ khuya là đã đi rồi, từ Đồng Tháp lên mà. Và 7 giờ bà bắt đầu xe chạy lên tới đây luôn á. Cô sợ này kia nên cô không có dám ăn gì luôn, cô lo. Không, mấy cái như là mấy cái căn mà lên vậy á, mình nói chuyện là người ta không có nghe. Đó, bởi vì nói nãy giờ đâu cô đâu có nghe gì đâu. Cô nghe là cô trả lời lại rồi. Khi mà nó lên xong rồi mới nghe được. Đúng không cô? Không trả lời, cô không trả lời luôn mọi người. Lâu có gì cũng lạ. Nhiều khi lạ ha. Biết gì gì sẽ ra luôn. Nhìn nhìn ánh mắt của cô thì vừa nằm ánh mắt nha cả nhà, không chớp mắt luôn. Hôm bữa cái đợt mà cái cô kia lên cằn á ha, cũng xỉu lên xỉu xuống á ha. Có người lên cằn khác nhau hay sao? Khác cây kia. Thôi thôi, lên hơi lên hơi lên hơi. Ủa mà cô ngồi nãy giờ lâu chưa chị? Tại em mới vừa nói chuyện với cô mà cái em ra ngoài đó. Chưa. Lúc này có nói và có trả lời, có nói chuyện nhiều. Cô là thợ may, thì em mới này cô lên cậu xong rồi là về cậu sẽ phù hộ cho cô, may được nhiều đồ hơn, sẽ có nhiều khách hơn. Em mới vừa đưa cho cô cái khăn cái ướt đó. Ghê trời, mới thấy hiện tượng lạ luôn. Chưa biết sao luôn. Hỏi cô đi, sao giờ hỏi cô đi. Thì hỏi anh Tâm kìa, biết cái đó không? Ông giờ này căng chưa nghe được. Căng chưa nghe được. Quá. Mới đi xe nắng quá. Có biến. Xe nắng. Cô mà hỏi đó. Giùm cổ giùm con đi con. Khiêu thế quá. Nào cô hỏi sao cô không nói chuyện cô ơi. Khiêu khiêu quán cái thôi. Sao khiêu biết hai chồng của cô. Hai chồng thì mấy cái nhang đi mọi người. Cái vậy có gì đâu cả. Sao Tâm nói. Mình sợ chờ chút xíu nữa coi sao. Cô vậy. Cô ơi. Vậy luôn à. Chết thôi. Ngồi thiền. Tại vì có người nói á, nếu mà căng thiệt á là lấy nhang chích vô không có cảm giác đâu. Bà bị say thuốc á. Ghê à. Nãy khổng cô sao? Thôi đúng rồi, khổng cô nó mất công. Ý kiến của anh đã được bác bỏ ha. Ý kiến của anh không được chấp nhận. Hồi nãy mình ở ngoài ngoại đó. Nhìn thấy con bướm đúng không? Cô đang động rồi. Sao rồi? Vậy đây cô ơi. Cô ơi, cô mệt hả? Trả lời luôn cô chú anh chị ơi. Cô ơi. Cô đang diễn á, diễn. Không, bây giờ có cách rồi, giờ mình lấy chanh đi. Coi cô có mình có tắt rồi chứ không có chanh. Sai cái gì cũng vậy á. Có thể xe xe hay mệt cũng có. Tháo khẩu trang cho bà dễ thở. Ừ. Đúng rồi đó. Cô tháo không? Tháo là đi luôn á. Không, không sao đâu, không có khen cô ra coi. Đi đi. Mệt hay gì? Tiếp tục hả? Có mệt không? Lên căng nè, cô chú. Có không? Hỏi không trả lời luôn. Sao rồi? Sao rồi? Ráng ra nó đi. Chuẩn bị. Cô ngồi bất động luôn rồi, cô chú chị ơi. Chết rồi, giờ sao? Thì nãy giờ cũng nói chuyện bình thường, em mới vừa ra ngoài nè, đây có chuyện đó. Ừ. Hồi nãy cô nói chuyện bình thường quay một clip luôn nè. Thì đó, nói chuyện bình thường mà. Rồi đứng cố cỡ kế cậu Năm chụp ảnh này kia cũng. Em còn kéo ghế vô kêu cô ngồi vô trong để nắng. Rồi lấy khăn giấy cho cô xong rồi. Em đi ra giờ sao kìa. Cô nhắm mắt lại liêm nghiêm rồi cô chú chị ơi. Đầu cô gật đầu xuống rồi. Giống như là cô ngủ gục. Cô gật đầu cái chuyện gì á cô chú anh chị ơi. Cô đồng ý với chuyện gì đó. Cô ơi. Cậu Năm có phải cậu Năm không? Có phải cậu Năm không? Ở gật đầu luôn kìa. Có phải cậu Năm về không? Không.
thấy cậu Năm không? Thấy không? Thấy cậu Năm lên tiếng. Nếu mà cậu Năm về đốt cho hút khóc nha. Chưa lên. Chưa lên hả? Rồi vô rồi. Sao rồi? Thấy cậu Năm không? Thấy không? Vô rồi, nhập ai. Có ai xưng tên cho coi? Hả? Có ai? Ai nói tên coi, nói tên ra đi. Xưng tên ra đi. Đọc cái trang ra đi, đâu bao giờ hả? Ừ. Tên gì? Thôi lộn quá chắc. Cô ơi, cô có mệt đâu. Đừng đứng rồi. Cô ơi. Đứng lên đi. Tại cái điện thoại chị nó. Nó được chưa? Có mệt không? Hai cái nó mẹ ấy, chứ một cầm cái là không bị dướng. Bây giờ luôn. Hay là háo khẩu trang đi, nhiều khi là cô bị... Háo khẩu trang đi, cô mệt á. Mệt đi xe mệt á. Có bị trúng gió không? Chưa bác ơi. Tại vì bác đường thấp lên á. Lấy quạt đi. Đúng rồi. Cái quạt dán đằng sau á. Bác mệt mới ngủ á. Cô lấy cái quạt dán nha chị. Không, cái này không có xỉu đâu. Đang ngấy xỉu ngồi vậy mà bớt. Ngồi chắc cứng luôn à. Không cử động luôn. Hãy có cử động cái thôi. Ngủ rồi. Hồi nãy lúc mà cô chuẩn bị là nghe nói là cô sẽ có một cái lời hứa gì với cậu Năm á. Hứa là lên đây á. Hứa lên đây. Vậy là cô này từ đây. Ở Đồng Tháp lên hả? Hứa lên là như trăm ngày nhưng đây, mà chợ không có nổi nữa nên là đi luôn rồi. Đi xe giường nằm rất là mệt. Lên xuống. Sáng dậy chưa ăn cái gì? Rồi, vậy là bây giờ biết sao giờ? Giờ giải quyết cô sao, giúp cô sao giờ? Cô bây giờ ơi, sao? Cô ơi, hả? Mấy tụi con dựa qua bên ngoài lấy, rồi. Lấy nước. Theo uống. Em thấy là 15 phút nữa mới lên nha mọi người. Nãy giờ chưa uống gì hết mà cô không ăn uống. Lấy nước. Ông cô uống hết một ly nước trà đào đó. Dạ, hả? Ai nói gì cô cũng không lên tiếng á, cô chú anh chị ơi. Rất là lạ. Hành căng nha. Cái này gọi là hành căng thôi cô chú chị ơi. Căng lên. Căng lên. Dạ. Nếu mà đúng căng lên thì lên tiếng đi coi ai xưng tên đi cho ta biết. Dạ. Cậu hoài sao ta biết được? Dạ. Muốn gì thì nói đi cho ta biết chứ không nói sao ai biết gì đâu. Ngồi ngoài ai biết gì đâu giúp được mình. Chính thức là chính thức rồi nói gì cô cũng không trả lời hết. Cô ơi. Cô. Cô chưa được phép nói ta. Chưa bác coi bác cô chưa được phép nói hay gì á. Vậy lại thắp cây nhang cho cậu Năm đi. Xíu đâu. Thắp cây nhang cho cậu Năm đi. Chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ em có được có ý kiến gì nè. Chọc lát đi. Không kêu bác đi, kêu bác coi bác có gì không. Chứ bà đi hầu hôm giờ đó sao bà mệt bà ngủ bà mệt rồi bà ngủ thì kêu nãy giờ cũng mất chứ làm sao ai mà ngủ mê cỡ vậy luôn. Trăng thì khép mọi người xích dài cho cô thở cho bà hôm đi chị Hoàng luôn có gió luôn nè học ra chút xíu đi học ra chút xíu đi cho để không có sống chị ơi. Bây giờ giúp cô sao đây? Giờ không biết giúp sao đây. Cái lưỡi cô đó. Cái lưỡi cô đó. Đang nói chuyện với ai gần gần đầu đầu á. Cái thằng nói chuyện với cô Năm á. Ờ thấy cái mặt của bà là. Ừ thật. Chị nghe nói mà. Căng quá cả nhà ơi, không biết là cô bị ai nhập hay là sao, hay là có chuyện gì lên đồng lên bóng gì nữa, hay là cô mệt do đi xe nha cả nhà. Là giờ đang chờ thì mình kết thúc cái video, có gì mình sẽ cập nhật tiếp những cái video sau cho cả nhà xem nha.